Thưa quý vị, thể loại sách dành cho thiếu nhi vẫn luôn được đánh giá là một thị trường đầy tiềm năng. Tuy nhiên trên thực tế, mảng sách này của các tác giả trong nước vẫn đang còn những hạn chế, không chỉ ở về mặt số lượng mà còn thiếu vắng những tác phẩm hay có chất lượng. Vậy thì điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới những niềm đam mê đọc sách của trẻ và sự phát triển văn hóa đọc ở lứa tuổi thiếu nhi tình trạng sách xuất bản hiện nay đang dành bao nhiêu phần trăm cho lứa tuổi thiếu nhi và làm như thế nào để kích thích nhu cầu đọc sách ở trẻ chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ ngay sau đây đến từ bà phong điệp phó trưởng ban nhà văn trẻ của hội nhà văn việt nam một nhà văn có nhiều tác phẩm dành cho thiếu nhi xin được cảm ơn bà đã dành thời gian tham dự trong chương trình ngày hôm nay Thưa bà, quay trở lại với câu hỏi ở phần đầu chương trình thì hiện nay sách xuất bản đang dành bao nhiêu phần trăm cho thiếu nhi và nó đã thực sự đáp ứng được những nhu cầu của các bạn nhỏ hay chưa? Lượng sách thiếu nhi nếu như mà theo dõi đời sống xuất bản thì có thể thấy rằng là uh, giai đoạn trước đây thì chủ yếu là nhà xuất bản Kim Đồng sẽ giữ cái trọng trách là xuất bản những cái đầu sách cho trẻ em. Thế nhưng đến cái giai đoạn hiện nay thì có thể thấy là hầu hết các cái nhà xuất bản đều có một cái tỷ lệ nhất định. Thế nhưng mà riêng trong cái mảng sách thiếu nhi thì nó đang có một cái tỷ lệ mất cân đối. Đó là cái tỷ lệ sách nội và tỷ lệ sách ngoại. Tỷ lệ sách nội trong khi chỉ chiếm phần 30 còn lại là sách ngoại. Thì đây đang là một cái cuộc một cái cuộc cuộc đấu sức không cân sức tiếp cận với sách nước ngoài cũng rất quan trọng. Nhưng mà bản thân những cái người viết và các cái nhà xuất bản trong nước cũng cần phải chú trọng điều chỉnh cái tỷ lệ giữa sách nội sách ngoại bởi vì sao những cái sách ở trong nước viết thì các em sẽ được gần gũi được giáo dục về cái văn hóa về truyền thống của dân tộc và cái bản sắc văn hóa ấy nó rất quan trọng trong việc mà hình thành nhân cách trẻ vậy thì hiện giờ thì sao đối với những nhà văn trẻ thì họ đang có những khó khăn gì trong việc viết sách dành cho thiếu nhi những cái người trẻ thì họ đang có cái nhu cầu tự khẳng định mình nhưng cũng đặt ra một cái thách thức với họ là cái chuyện đời sống cơm áo gạo tiền. À, các cụ có câu là cơm áo không đùa với cách thơ. À, người trẻ họ cũng cần cũng cần phải phải duy trì cuộc sống của mình. Thế nhưng mà hãy bạn hãy nhìn xem trong cái cái đời sống xuất bản hiện nay thì những cái sách những cái tác phẩm mà viết cho thiếu nhi thì là cái cơ hội xuất bản không nhiều. Trên các mặt báo thì xuân thu nhị kỳ chỉ có mùng 1 tháng 6 rằm trung thu thì mới có những cái trang viết cho thiếu nhi. Thế vậy thì có diễn đàn nào cho cái người viết cho thiếu nhi được thể hiện mình. Chính vì thiếu diễn đàn nên là cái những người viết trẻ họ cũng kém mặn mà trong cái việc sáng tác cho thiếu nhi. Hơn nữa là khi mà cái sách xuất bản của họ ra ngoài thị trường đang phải chịu một cái sự cạnh tranh gay gắt với những cái sách từ nước ngoài mà những cái sách này là những cái sách mà best seller, những cái sách được giải của thế giới rồi thì rõ ràng là không dễ để mà có thể là là vượt qua được, vượt mặt được những cái tác phẩm từ nước ngoài. Thế thì một cái cuộc đua nó rất nhọc nhằn như thế, nó cũng khiến cho không ít những cái người viết trẻ cảm thấy nản lòng và thay vì viết cho thiếu nhi thì họ viết cho người lớn thì họ sẽ dễ tiếp cận với độc giả hơn. Vâng ạ, và quả thật thì việc phát triển văn hóa đọc dành cho trẻ không chỉ nằm ở câu chuyện là hình thành một thói quen đọc sách cho trẻ mà còn phải đáp ứng đúng, đáp ứng đủ nhu cầu của các em đúng không ạ? Vậy thì qua đây bà có những đề xuất gì để phát triển văn hóa đọc cho trẻ trong lứa tuổi thiếu nhi? thì ở đây cái rào cản đấy nó đòi hỏi mỗi nhà văn phải nâng cao cái tính chuyên nghiệp. Tức là họ phải sống chết với cái việc mà sáng tác cho trẻ em, họ phải 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 làm việc với trẻ em mỗi ngày, phải hiểu được cái tâm sinh lý, cái suy nghĩ, cái nhu cầu của trẻ ở từng giai đoạn, cần cái sự quan tâm của toàn xã hội, quan tâm của các cái hội nghề nghiệp trong cái việc mà tạo điều kiện À, cho những cái nhà văn viết cho thiếu nhi họ tê thêm cái sự tự tin cũng như là cái điều kiện về đầu ra cho những cái cuốn sách của mình và cái điều thứ ba nữa là cái sự quan tâm của xã hội à, tránh xã hội cần tránh cái tâm lý xính ngoại mà hãy dành cái sự quan tâm nhiều hơn đối với sách trong nước bởi vì rất nhiều tác giả trong nước viết hay cũng không kém gì các tác giả nước ngoài nhưng đang có một cái tâm lý là sách ngoại tốt hơn sách nội. Chúng ta nói văn hóa đọc thì có vẻ là to tát Nhưng một cách đơn giản là các em khi nhìn thấy những quyển sách Thì muốn lần dở những cuốn sách đấy khám phá tri thức nhân loại trong những cái cuốn sách đấy Thế thì khi mà thực sự làm bạn được với trẻ em Thì sẽ có những cuốn sách hay dành cho trẻ em Vâng xin được cảm ơn những chia sẻ rất là hữu ích của bà trong chương trình ngày hôm nay